Giờ chị em vậy rồi, không lẽ bây giờ chờ có gì đó rồi mới xảy ra rồi mới giải quyết được, sao được vậy? Hà là chặn lúc này vậy rồi mới có vậy thôi là đi rồi, chứ để mai mốt chuyện đi sâu quá rồi sao mà giải quyết được. À, em hiểu vấn đề của chị rồi. Mà hình như là chị còn cái chuyện gì về ổng nữa mà chị không tiết lộ đúng không? Dạ, bên em có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi. Và Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì sau khi anh em dậy sớm cũng như là ngày hôm qua thì rất là bức xúc về cái câu chuyện của người cha dượng của chị Hương, và anh em ngày sáng ngày hôm nay cũng đã tích tắc đi vô gặp mẹ ruột của chị Hương và cũng như là người cha dượng, thì cũng có nhiều cái câu chuyện chia sẻ. À, chị Hương, ngày sáng ngày hôm nay anh em tụi em vô gặp cha dượng của chị, thì hiện tại là ông ta không có, đúng là tỉnh rượu rồi đó. Thì em có hỏi về vấn đề của chị thì ông ta ông nói là, với lại mẹ ruột của chị á, nói là tại vì trong cái quá trình mà chị nói là ổng dòm ngó chị rồi hay là đi vô lộn phòng của chị á, thì đó là lúc mà từ ngày mà chồng của chị mất á thì thấy chị buồn nên là ổng tỏ ra giống như là một người cha, nên là hay để ý quan tâm đến chị thôi, chứ ổng nói là không có mục đích gì khác. Và cũng như là mẹ của chị thì cũng có nhắn với anh em của em á là thôi bây giờ chị đưa cho bé Quyên về nhà để cho bé Quyên tiếp tục cái công việc là đi học, thì chị nghĩ sao chị Hương? không về để em kiếm em lên Sài Gòn em kiếm việc làm rồi em chuyển trường cho con em lên đó học. Ủa, tại sao mà chị không nương bé đang học đây mà chị quyết định vậy? Thôi không có về nữa đâu, ổng nói vậy thôi chứ sống với ổng nay cũng lâu lắm rồi, cũng biết tính ổng rồi chứ đâu À, phải một lần mới sống đây đâu. nhưng mà ổng nói là ổng nhậu vô thì ổng xỉn, ổng không biết gì hết. Ông cứ viện lý do là nhậu vô rồi xỉn không biết. À, là giống như là lúc mà ổng xỉn á, hoặc là ổng làm gì chị xong thì khi mà nói với mọi người thì ổng nói là ổng nhậu xỉn đúng không? Đâu phải lúc nào ông xỉn ổng mới vậy đâu, tỉnh ổng vậy mà. Ủa, sao hồi sáng anh gặp ổng thì ổng lại nói là lúc ổng xỉn vô ổng không kiềm chừa được cái cảm xúc của ổng. Ổng nói là ổng chỉ muốn quan tâm chị giống như là con gái thôi. Và còn cái những mà cái lúc mà đi lộn phòng đó là ổng nói ổng xỉn thôi, ổng không biết gì hết. Thì theo chị vậy nghĩ sao chị Hương? Vô lộn phòng gì, nhà có nhà nhỏ có bao nhiêu phòng đâu mà lộn. À, vậy là ổng đang quanh co chối tội đúng không chị Hương? Chứ đủ thừa xỉn không, mà bình bình thường ổng tỉnh ổng cũng có cái vậy, ổng cũng có cái thái độ vậy mà ổng nói ổng xỉn gì, cứ viện lý do là xỉn không à. Nhưng mà khó xử cái vấn đề ở đây giờ gì là chị Hương thì cũng không có bằng chứng, mà lời nói của chị Hương bây giờ với ổng thì cứ nói bằng miệng không thì cũng hơi khó. Mà em thấy cái tình trạng giống như là em gặp ổng á ngày hôm nay á, thì em vô em gặp em nói chuyện xong á thì em cũng thấy ổng có cái gì đó. Ổng cứ mượn, ổng nói là ổng, nhưng mà hình như bình thường là ổng nhậu nhiều lắm á chị Hương. Bình thường thì cứ đi, ổng đi làm có khi ổng đi làm thì thôi ổng ở nhà là ổng nhậu. À, là buổi chiều là ổng hay nhậu ha. Dạ Với lại khi mà trước khi mà em đi vô cái đoạn đường nhà của chị á, em cũng có hỏi bà con hàng xóm là từ ngoài đầu đường đi vô tới nhà chị luôn, là người ta nói là ổng trước đây ổng đi nhậu bạn bè hàng xóm á, thì giống như là gặp những người phụ nữ rồi những người giá chồng đồ là ổng hay chọc ghẹo nữa ha chị Hương, chị có biết chuyện đó không? không chỉ
biết là ổng về nhà ổng mới giở trò đó với mình thôi, còn ở ngoài không biết. Rồi bây giờ là chị quyết định như thế nào? Bây giờ là có về gặp, tại vì á là em khi vô đó gặp mẹ của chị á, thì mẹ chị bây giờ là muốn, mong muốn chị với bé Quyên sẽ quay về xong trực tiếp gặp ổng lúc mà ổng tỉnh táo để ba mặt một lời nói chuyện cho rõ ràng. Không có về đâu, tại lúc trước đã ổng vậy rồi mà giờ chuyện nó vậy đổ bể tùm lum hết rồi, bây giờ về là không có yên với ổng đâu. À dạ, là bây giờ chị quyết định là không về luôn ha. Dạ. Vậy bây giờ chị tính tiếp theo chị sẽ làm gì? Giờ thì trước tiên là đi lên Sài Gòn. Là chị muốn đi lên Sài Gòn hả? Dạ. Tại vì nói nếu mà em lên Sài Gòn á, là chi phí nó rất là cao. Ví dụ một mình em thì em không có lo nổi cho bé Quyên đi học đâu. Tại vì ở trên Sài Gòn học rất là mắc, không phải như là dưới quê. À, cho chú hỏi bé Quyên nè. À, con có muốn được đi học không? Con muốn. À, rồi bây giờ hiện tại ngày hôm nay với con đang học như nè, thì con nghĩ gì vậy thì con có thấy buồn không? Buồn. À, nên là thành ra là em thấy bây giờ chị cho bé Quyên nghỉ học thì không được đâu chị Hương. Mà bây giờ đi lên Sài Gòn thì cũng cả một cái quá trình để bé bắt đầu bạn bè với cùng bạn bè trường mới lạ nữa nên cũng khó khăn, bé cũng không có thích nghi được. Nhưng mà ngặt cái gì cũng khó xử. Rồi bây giờ mà nếu mà anh em thuyết phục chị Hương về đó thì gặp cái ông cha dượng Sở Khanh đó mà thì cũng càng chết lớn nữa. Thì bây giờ không biết là bây giờ anh em sẽ giúp em từ cái mấu chốt nào nữa. Bây giờ là gặp cha dượng thì cha dượng nói vậy, rồi gặp em nói vậy, rồi mẹ là nó khác nữa, thì như là ba cái câu chuyện mình sau chủ lại thì không biết là cái câu chuyện nó như thế nào. Thì người mẹ thì hiện giờ là cũng như là không biết gì. Đi làm rồi xong suốt. Rồi còn chị Hương thì lại nói, nhưng mà chú hỏi bé Quyên nè, tối ngày hôm qua con có chia sẻ là ông ngoại ghẻ của con á là nhậu xỉn về có đánh con hả? À, rồi hay la con. Dạ. Nên là lúc mà la con là con lại đi chỗ khác ha. Dạ. À, nãy chú cũng có nghe bà ngoại nói. Bây giờ em nói chị Hương gì? Thay bây giờ chị Hương sắp xếp em cùng với tụi em luôn, mình quay về nhà một chuyến nữa, một lần nữa để mình gặp. Thì trong lần này thì em cũng xin số điện thoại của mẹ chị rồi. Bây giờ lúc nào ổng tỉnh táo thì mình về mình gặp nói chuyện. Hoặc là có thể là tụi em sẽ nhờ bên chính quyền người ta xuống để mà ngồi đó hỗ trợ với mình ha, để cho ổng có thể là ổng cam kết như thế nào đó, để cho bé Quyên còn tiếp tục công việc học. Rồi từ từ mình tính. Không, em có sáng em có vô thì em cũng rất là bức xúc anh em ngày hôm qua khi mà đi về rồi á, là rất là bức xúc cái chuyện đó. Nên là sáng sớm em đi tranh thủ em đi vô sớm rồi em mới ra gặp hai mẹ con á. Là mẹ chị nói là tại vì do ngày hôm qua ổng xỉn, ổng lên ổng kiếm chuyện nên là thành ra là mẹ chị muốn làm như vậy, và chị thì cũng như là cãi lại nên mẹ chị bức xúc quá mới có hành vi như vậy thôi. Đúng rồi, là mà bây giờ hiện tại mẹ chị mong muốn chị sẽ quay về để nói chuyện cho rõ rồi tìm cách giải quyết. Bây giờ thì em cứ an tâm đi, đi về với Tu Anh, dù gì cũng có Tu Anh mà. Không, em không khuyên chị là bây giờ đi về đó sống mà. Tại vì nếu mà ông này á chướng tính nào tật nấy thôi. Ổng từng ổng cũng khai nhận như vậy, ổng nói là cái bây giờ là ổng nhậu xỉn ổng bỏ không được. Nên thành ra là em nghĩ là để cho bé Quyên ở đó là một cái mối họa lớn. Kể cả chị cũng vậy.
nên là tạm thời mình về mình sẽ gặp trực tiếp ổng để đưa cái câu chuyện này ra ánh sáng. Thứ nhất là ổng có làm gì chị hay không, chị Hương? Có. Là ổng cũng đã từng làm gì chị rồi đúng không? Có từng đang tắm cái ổng xong vô. À. Nhưng là trong lúc đó là ổng xỉn hay là ổng tỉnh? Lúc đó ổng cũng bình thường à. À là ổng không có xỉn ha. Rồi trong khi mà ổng xong vô thì ổng có làm gì chị không, rồi như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Ổng xong vô ổng nói ổng tắm giùm, lúc đó là ổng xong vô rồi cái ổng nói vậy cái em la lên em dãy. À. Dãy ổng ra xong rồi bắt đầu em mới chạy ra rồi em vô phòng em đóng cửa lại. Trời ơi. Như vậy là đâu có phải là gọi là một cái tình thương cha con đâu. Mà hiện tại chị là đã lớn, có gia đình và có con lớn rồi, chứ đâu phải là còn nhỏ xíu 1-2 tuổi gì đâu. Mà ổng lại em xong vô tắm kia, ổng kêu tắm giùm. Mà ổng đâu phải là cha ruột đâu, cái này là một người cha dượng nữa. Nhưng mà ổng lại khi mà anh em của em hỏi ổng thì ổng nói là ổng quan tâm coi chị giống như là con cái trong nhà, không có mục đích gì xấu hết, mà chị hiểu lầm ổng thôi. Giờ chuyện vậy rồi không lẽ bây giờ chờ có gì đó rồi mới xảy ra rồi mới giải quyết được sao được vậy, hà là chặn lúc này vậy rồi mới có vậy thôi là đi rồi, chứ để mai mốt chuyện đi xong quá rồi sao mà giải quyết được. À em hiểu vấn đề của chị rồi, mà hình như là chị còn cái chuyện gì về ổng nữa mà chị không tiết lộ đúng không? Nhưng mà thôi em cũng không muốn đào sâu vô cái câu chuyện này, cái nỗi buồn của chị nữa rồi, tụi em cũng không muốn nhắc tới. Nhưng mà em biết được là ổng có làm gì chị rồi, nên là chị cũng không muốn nói. Nên là cái chỗ mà anh em trong nhóm tụi em á đang gầu nhất và lo nhất vấn đề ở đây là con bé Quyên. Tại vì bây giờ còn nhỏ, bé Quyên chưa nhận thức được. Còn bé Quyên năm nay mới có 10 tuổi, tuổi ăn tuổi học chưa biết được gì hết. Một tờ giấy trắng mà ở chung với ổng như vậy, nếu mà chị đã từng bị như vậy rồi, bây giờ ảnh hưởng đến con bé nó thì rất là tội. Và khi mà em chia sẻ cái câu chuyện của chị lên trên mạng xã hội thì có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị đang quan tâm và cũng như là thương bé Quyên. Nên thành ra là chắc có thể là em cũng muốn chị sẽ về, tạm thời sẽ cho bé Quyên ở chỗ này để tụi em sẽ trả tiền cho chị với bé Quyên ở đây và tạo điều kiện cho bé Quyên đi học để mà mình làm việc với nhà trường. Còn chị thì chị sẽ về gặp trực tiếp ông cha dượng với lại mẹ ruột của chị để mình nói cho rõ cho chị một lần, và cũng như là sẽ có nhờ chính quyền người ta can thiệp vô để cho mẹ chị sẽ hiểu. Hình như em thấy mẹ chị cũng rất là binh nổng đúng không chị? Và chị Hương, ngày mà mấy ngày trước á, trước khi mà chị đi về, chị còn ở ngoài căn trầu á, thì chị có chia sẻ với nhóm anh em là mẹ chị gọi điện thoại lên và kêu chị đi luôn hả, đúng không? Đó, nói nhưng mà về hôm qua về đó rồi gặp rồi cái thái độ của mẹ cũng vậy luôn. À sao như, luôn. Nhưng mà lúc mà tụi em gặp riêng mẹ chị á thì mẹ chị lại nói khác. Mẹ chị nói là chị, mẹ chị không có bỏ con, rồi cũng như là không có gọi điện thoại cái cuộc điện thoại đó. Nhưng mà bữa hôm đó thì chính mẹ có mẹ chị có gọi cho em. Nhưng mà trước đó là chị có thể nói là có cái anh nào quay, xong rồi mẹ chị điện thoại cho cái anh đó đúng không? Và lần sau thì lần thứ hai thì mẹ chị có gọi điện thoại cho em.
Nhưng mà lúc mà mẹ chị gọi hỏi cho em thì chỉ có nói là kêu chị về thôi. Còn cái lần trước là em cũng không biết là mẹ chị có nói không, nhưng mà em vô em gặp chị, mẹ chị nói là không có gọi đuổi chị đi mà muốn chị về để lo cho con bé Quyên. Thì chị, theo chị nghĩ sao về người mẹ của mình? Nhưng mà mẹ lấy cái người cha dượng của chị lâu chưa? Lâu rồi. Hình như là em cũng có nghe là mẹ chị chia sẻ là từ lúc mà người chồng của chị mất á thì chị lại ít nói đi. Đúng không chị? Dạ. Là kiểu như mình buồn hay sao? Rồi mình phải suy nghĩ đủ thứ hết chuyện ha. Sao tự nhiên em thấy mặt chị đỏ tươi lên vậy? Hả chị Hương? Dạ. Sao tự nhiên em thấy mặt chị đỏ anh vậy? Đúng không bé Nguyên? Mẹ, mặt mẹ con đỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày hôm mấy bữa trước á thì em có chia sẻ clip lên á, thì em có nhận được một cái thông tin từ một anh, nhưng mà anh đó là làm về bác sĩ tâm lý, thì có gọi điện thoại cho em nói là hiện tại giống như là chị Hương đang buồn về cái trước đây, buồn về cái vấn đề mà khi mà người chồng mình mất rồi, xong về cái hoàn cảnh gia đình của chị nữa, có thể là chị suy nghĩ nhiều thì nên là thành ra chị có bị về vấn đề tâm lý. Nên là em cũng muốn là để cho chị sẽ đi khám thử xem là để và tìm cách điều trị coi chị có cái vấn đề bị bệnh gì, là bị buồn hay là bị stress hay như thế nào đó không. Chứ em thấy chị sao sao á chị Hương. Là chị bây giờ chị cứ bình tĩnh, chị đừng có suy nghĩ nhiều. Mà chị bây giờ chị đi như vậy mấy bữa trước ấy, thì chị cũng dặn có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ, mà bây giờ chị ngày mai chị dẫn con heo con bé Quyên đi theo rồi, một mình chị đã còn khó xử, tụi em còn phải là đắm đuối với chị luôn, bây giờ chị dẫn con bé theo nó rất là khó luôn á, rồi tội nghiệp cho con bé nữa. Rồi lỡ mà em có chuyện gì đó rồi em đi rồi con bé ở đây nó biết ai. Nó nên là em phải suy nghĩ kỹ lại đi. Chứ là mình quyết định gì thì cũng tội nghiệp cho con bé. Đúng rồi. Nãy giờ để bé lại cũng đâu được. Bây giờ nè, em khuyên chị Hương ha. Chị Hương bình tĩnh. Đừng có suy nghĩ hay là về vấn đề gì của mình. Cứ bình tĩnh thoải mái lên. Rồi xong á tụi anh em tụi em sẽ giúp đỡ cho chị. Chứ bây giờ mà chị cứ suy nghĩ nhiều á thì nó sẽ bị càng sẽ chết nặng hơn, thì nó xảy ra nhiều cái chuyện nữa. Rồi con bé bây giờ nó không biết gì hết trơn rồi, chị dẫn đi, ví dụ như chị mà dẫn nó đi lại cái căn chòi cũ á ở đó, thì giờ con bé nó không được học nè, tương lai của nó còn rất là dài. Rồi nó đi ra đó mũi mồng này kia kia nọ. Bây giờ thì em cứ suy nghĩ đi, gấu tới đâu mình gỡ tới đó. Chứ bây giờ là mình, nếu mà mình muốn gỡ thì là mình không có gỡ được đâu. Nó anh thấy là trong cái câu chuyện này nó rất là gắt gấu, gồm gài lắm luôn. Nên là chỉ có cái là nhờ chính quyền địa phương can thiệp vô thì cái người cha dượng này mới im được thôi. Bé Quyên, cho chú hỏi nè, thì khi mà con ở nhà con có xem được cái clip của mẹ con không? Có. Khi mà con thấy mẹ con mà ở trong một cái căn trò hoang như vậy á thì con nghĩ như thế nào? Con nghĩ là tội mẹ con. Con thương mẹ con không? Có.
nếu mà đóng vai trò như con bây giờ là nếu mà con ra cái chầu quan con ở với mẹ con dám ở không? Bây giờ Rồi con thấy mẹ con là đi bứt rau để ăn sống qua ngày tạm bợ rồi cũng không có thịt cá gì ăn, mà mẹ con giấu con, mà mẹ con muốn là đi tìm công việc làm để lo cho con, rước con lên Sài Gòn nó. Con thấy như vậy thì con có thương mẹ con có không? Nên thành ra chú nói vậy nè, bây giờ tạm thời con bé Quyên nè, con cũng bình tĩnh ha, để mấy chú sẽ hỗ trợ cho con, để mình nói dẫn cho con lại gặp cô giáo và nói chuyện với bên thầy cô, để mà có thể là mẹ con đi di chuyển trường con lên Sài Gòn hay như thế nào, hay là mẹ con ở đâu á thì mấy chú sẽ hỗ trợ giúp cho hai mẹ con ha. Rồi sao chị Hương, bây giờ là chị quyết định sao? Bây giờ là em hứa, em nói chị nè, em khuyên chị thật lòng luôn, chị nên là sắp xếp đi về gặp trực tiếp ba người nói chuyện với nhau cho rõ, mình sẽ nhờ chính quyền địa phương ngồi đó can thiệp với mình ha. Đúng rồi, nói chung như là không có bằng Không chứng có á. bằng chứng gì hết à. Chứ bây giờ em thấy cái tình trạng em hồi thật sự tối ngày hôm qua em rất là bức xúc luôn á, khi mà ổng vô ổng nạt chẳng nói chị xong rồi gượt gượt em, nhưng mà cái nó không có bằng bức xúc bằng khi mà em chứng kiến mà mẹ của chị quăng hết quần áo của hai mẹ con, chính con ruột của mình là cháu của mình mà mẹ của chị quăng đồ cả đường như vậy, hai mẹ con đi ngoài đường vậy em thấy em rất là xót, nên em cũng muốn là làm cái chuyện này cho nó ra lẽ, cái gì cũng phải có luật pháp. Rồi cái ông này ông lẽ ông bây giờ ông mượn cái cớ là ông say xỉn để ông che lấp những cái tội lỗi của ông sao? Giờ sợ hả, có chính quyền xuống cái đầu ổng chói, rồi ổng nói mình bịa chuyện ra, rồi không có bằng chứng, rồi mai mốt ổng gương ngược rồi mình nói ổng vu oan cho ổng luôn đó. Nên là em không muốn là rước vào phiền phức đó, phải không? Bây giờ nói chung ra là em cứ về như là em nói chuyện để mình làm sao đó cho con bé nó học hết năm nay. Bây giờ lỡ dở rồi, nếu mà bây giờ em quyết định là không cho con bé ở đó thì bây giờ cái việc học của bé là nó cũng như là công cộng, Trước bắt buộc là phải không ở chung với ổng, mà như nhưng là mà chị mình ở ở chỗ một khác chỗ khác. để cho con bé đi học. Chứ mà ở chung với ổng em cũng không có Sợ không thấy. có biết chỗ không vậy. Nói chung ra là Nếu mà ổng quậy thì để mình có cái cơ sở làm việc với ổng. Tại vì khi mà là sáng nay tụi em rất là bức xúc, tụi em ra đi tranh thủ đi vô sớm gặp ổng rồi. Thì ổng nói là ổng không có nhận tội, nhưng mà ổng có nói là lúc mà ổng say xỉn ổng không biết, thì đó là cái khả năng là nhiều nhất là ổng cứ đổ thừa về cái vấn đề mà ổng đi nhậu để ổng che những cái việc ổng làm. Và em cũng đi hè, bà con hàng xóm này cũng biết được cái tính cách của ổng như thế nào, thì em cũng sẽ phỏng vấn và cũng nhờ ý kiến bà con hỗ trợ cho mình, hoặc là chị có thể là làm một cái tờ đơn mình ghi luôn, rồi mình nhờ những cái bà con nào mà hiện tại biết được ổng như vậy đó, mình nhờ người ta ký giùm, chứ còn để cái tình trạng kéo quá dài hoài như vậy em thấy không có ổn đâu chị Hương ơi. Rồi lúc đó thì trong khi mà anh em tụi em đi về Sài Gòn thì tụi em cũng hỗ trợ cho chị ở tạm cái phòng trọ dưới này, hay là bây giờ chị muốn đi lên Sài Gòn để kiếm việc làm? muốn đi kiếm việc làm. Thì bây giờ trước mắt là vậy đi, rồi từ từ tụi em sẽ tìm hướng giải quyết giúp đỡ chị. Trước tiên là đi trị bệnh trước. Là chị muốn đi trị bệnh ha. Rồi như là tụi em sẽ đưa đưa em đi để khám, như là khám về thần kinh cho em như thế nào, như là em như là trong cái quá trình mà như vậy em bị chết á,
thì như là cũng có cô chú nói vậy, thì tụi anh sẽ đưa em đi khám trước tiên ha, coi như là cái chết của em nó nặng hay là nó nhẹ thì lúc đó là mình tính tiếp. Đó, quý vị khán giả cũng đã xem, khi mà Nam trò chuyện với chị Hương á, từ lúc mà gặp chị Hương từ ở một cái căn trò hoang tới bây giờ, nhìn cái biểu cảm trên gương mặt của chị Hương nó làm sao á, khiến cho anh em trong nhóm đặt dấu chấm hỏi về chị Hương rất là nhiều. Và khi mà ngay từ đầu anh em cũng nói chị Hương đang có cái gì đó không thật và giấu. Và tới ngày hôm nay thì khi mà anh em tìm hiểu về gia đình của chị Hương đó, thì cũng biết được cái câu chuyện về cái người cha dượng. Và chị Hương còn một cái vấn đề gì đó mà với người cha dượng này, nên thì chị Hương không thể tiện chia sẻ, nên anh em cũng không muốn đào sâu. Và anh em cũng muốn là chị Hương sẽ giúp đỡ cho bé Quyên là nhiều nhất, tại vì bé Quyên là còn nhỏ mà đang tuổi ăn tuổi học, mà nếu mà bây giờ đi theo chị Hương thì rất là khổ. Nên thành ra là anh em cũng sẽ liên tục xuống đây cập nhật và thông tin, cũng như là sẽ cho chị Hương đến gặp ba mặt một lời và tìm cái hướng giải quyết ha chị Hương. Thôi bây giờ hai mẹ con ăn sáng đi rồi ngủ nghỉ cho khỏe. Tạm thời bé Quyên thì chiều trưa gì đó mấy chú sẽ dẫn con đi đến trường con học không, rồi xin phép thầy cô là về cái hoàn cảnh gia đình của mình á thì nghỉ một hai hôm, xong nặng con bắt đầu con tập trung con ôn con thi học kỳ gì đó ha, rồi để mấy chú sẽ làm việc với lại ông ngoại đó ha, theo bé Quyên. Rồi thôi bây giờ hai mẹ con nghỉ ngơi đi ha. Thì bây giờ anh em cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị thấy hay cho anh em một like và đăng ký kênh để ủng hộ có động lực ra những video mới ạ. Bye bye cả nhà. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần, mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút, thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó, và ở đây mật ong gừng, hai loại sản phẩm. Quý vị, cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới, bao miễn phí ship toàn quốc luôn quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100%. Đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.